Ngày xưa, có cô bé dây con họa sĩ đang muốn vẽ một bức tranh đầy màu sắc. Dây con nghĩ rằng sử dụng nhiều màu sắc sẽ làm cho bức tranh trở nên sinh động hơn. Cô bé vẽ trước, rồi sau đó mới sơn màu. Cô bé luôn cẩn thận khi chọn màu. Màu này hơi tối quá. Còn màu này thì nhạt quá. Màu này thì vàng quá. Mình hiểu rồi. Bức tranh của cô bé dê họa sĩ rất đẹp. Cảnh vật nhìn y như thật. Wow, chị ơi, bức tranh này đẹp quá. Wow, nhìn cứ như chúng ta đang ở đó vậy. Có cảm giác như lúc này tụi mình cũng đang ở trên ngọn núi. Làm sao chị vẽ được như vậy? Chị nhắm mắt lại trước. Em cũng nhắm lại đi. Chị tưởng tượng là mình đang leo lên ngọn núi đó. Chị còn cảm nhận được những ngọn gió lạnh. Chị nhảy lên những tảng đá. Thử đi, em cũng thử nhảy lên đi. Trong khi dây con đang nhắm mắt lại tưởng tượng là chúng đang ở trên ngọn núi trong bức tranh, thì sói xấu xa lại mon men tới gần. Tay hắn cầm theo một cây cọ sơn màu đen. Và khi chị sẵn sàng rồi, chị đếm ngược và mở mắt ra. 3, 2, 1. Khi hai cô bé dê mở mắt ra, chúng sững sờ khi thấy những gì xảy ra với bức tranh. Dạ, không. Sao lại? Sao lại vậy? Bức tranh đẹp của chị bị hỏng mất rồi. Có kẻ cố ý làm điều này. Các vết sơn đen dẫn tới cửa sổ và còn dẫn tiếp ra bên ngoài. Hai cô bé dê quyết tâm tìm cho ra kẻ đã làm hỏng bức tranh của họ. Em nhìn những dấu chân trên mặt đất kìa. Hình như chị đã biết ai làm ra chuyện này rồi. Tụi mình cần phải cẩn thận. Dù sao tụi mình cũng không có ở cách xa nhà cho lắm. Mẹ sẽ không vui nếu tụi mình đi lang thang ở ngoài này đâu. Tụi mình sẽ cẩn thận mà. Dấu chân kết thúc ở đây. Và cũng không có cây cối. Chị nghĩ chị biết ai đang sống ở đây. Con sói xấu xa. Ngươi đã lẻn vào nhà phá hỏng bức tranh của ta. Ta sẽ cho ngươi biết tay. Ngươi đang nói cái gì lạ vậy? Ta ở đây vẽ suốt cả buổi. Ta vẽ gần xong rồi. Đừng có làm hư đó nha. Nhưng ngươi đã phá hỏng bức tranh của chị ta. Sao bọn ta không thể phá hỏng tranh của ngươi? Giờ ta sẽ phá nó đây. Hai cô bé dê giành lấy bức tranh của con sói. Nhưng khi chúng nhìn vào bức tranh, chúng không thể nhận ra hình vẽ trong tranh. Cái gì đây? Ngươi đang vẽ gì vậy? Đây là bức chân dung tự họa. Ta đẹp trai quá đúng không? Đừng có đụng vô nghe chưa? Hai dê con đưa mắt nhìn nhau và bắt đầu ôm bụng cười. Nè, ngươi lấy lại tranh của mình đi. Sao các ngươi lại cười? Ta vẽ đẹp quá chứ gì. Ngươi đang ghen tị vì ta giỏi hơn ngươi có phải vậy hay không? Phải, tất nhiên rồi, giỏi tới muốn xỉu. Ngươi nghĩ rằng phá hỏng bức tranh của ta có giúp ngươi trở thành họa sĩ giỏi hơn không? Nếu mà ngươi hỏi ta, thì ta đã chỉ ngươi cách vẽ như thế nào rồi. Được rồi,
ta xin lỗi, dạy ta cách vẽ tranh đi. Năn nỉ đó, ta hứa sau này sẽ không làm hỏng tranh của ngươi nữa đâu. Vào một buổi chiều mùa xuân tuyệt đẹp, dây họa sĩ bé nhỏ đang mải mê vẽ bức tranh phong cảnh của mình. Dây họa sĩ rất thích vẽ tranh. Mỗi khi cầm gọ lên, cô bé chỉ tập trung vào việc vẽ tranh. Nhờ vậy mà thời gian cũng trôi qua thật nhanh. Mình không nên nói điều này vì đây là tranh mình vẽ, nhưng bức tranh này đẹp thật đó. Bức tranh đẹp đó thì đã làm sao? Như thường lệ, sói xấu xa lại ghen tị với tài năng của dê con. Họa sĩ, ngươi thậm chí còn không vẽ được cái đuôi của ta nữa kìa. Sói xấu xa tin rằng hắn có thể vẽ đẹp hơn nhiều. Ha ha ha! Muôn thú sẽ thấy ai mới là họa sĩ giỏi nhất trong thị trấn. Còn dê kiêu ngạo đó sẽ phải xấu hổ khi tự phóng cho mình là họa sĩ. Bức tranh nhìn buồn cười quá sói ơi. Chính xác là cậu vẽ cái gì? Không phải quá rõ rồi sao? Hả? Đây là bức chân dung tự họa của mình. Nhìn giống mình quá đúng không nào? Đẹp trai quá chừng. Nhưng mà cái này nhìn giống con khỉ hơn. Con dê họa sĩ đó không có ở đây, mình có thể thực hiện kế hoạch của mình rồi. Bức tranh của ngươi vẫn chưa có đẹp lắm đâu. Để ta điểm thêm một chút vào đây, như vậy nó sẽ càng đẹp hơn. Những đốm trắng này là gì vậy? Ôi không, hư mất bức tranh của mình rồi. Gấu trúc và voi đang đến đây. Khi họ thấy bức tranh của ngươi, họ sẽ biết ai mới là họa sĩ giỏi nhất. Chào mừng các bạn, để mình trình bày về bức tranh của mình nha. Wow, cái này thật tuyệt vời. Bông tuyết điểm trên những bông hoa nhìn thật đẹp. Tài quá đi. Bạn đã thể hiện rất nhiều cảm xúc chỉ trong một bức tranh. Quá tuyệt vời. Mình rất vui khi các bạn thích bức tranh của mình nhiều đến như vậy. Gì chứ, là mình vẽ mấy bông tuyết đó mà. Mấy con vật ngu ngốc đó chẳng hiểu gì về nghệ thuật hết. Và cuối cùng, kế hoạch của sói xấu xa lại thất bại thêm lần nữa. Các bạn ơi, hãy theo dõi kênh Condosan của chúng mình để xem thêm những câu chuyện cổ tích, phim hoạt hình và các bài thơ. Đừng quên ấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo nhé.